Anh nói là sao? Thầy giúp cái mẹ anh. Dưới cái nắng hơn 40 độ, nhưng thanh niên lạ mặt này lại một tay bế bé, tay còn lại dắt đứa trẻ lớn hơn. Anh ơi, anh chào anh. Em chào anh. Anh vô đây cho em. Gì vậy? Bánh cắp bỏ vô túi hả? Hồi sáng giờ anh ăn gì chưa? Chưa. Đây cho bánh bỏ. 11 giờ mấy rồi đó anh Huy. Dạ. Khi được hỏi á thì than vãn để được giúp đỡ. Khi được giúp đỡ mua vé xe về á thì lại bỏ vé không về. Và cuối cùng là quay lại chửi xối xả. Hôm nay Bùi Hồ chia sẻ clip này để mọi người có thể cảnh giác thêm, vì một số thành phần xấu lợi dụng tình thương của mọi người vào các con trẻ để trục lợi cho bản thân xin tiền. Còn bây giờ mời cả nhà theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé. Trong tình cờ mà tụi mình anh em tụi mình đi gặp một cái anh này, anh nắm hai đứa con rồi mọi người, không biết là ảnh lỡ đường hay là sao. Hai đứa bé rất là tội luôn và anh đi rất là nhanh luôn. Anh ơi, anh chào anh. Em chào anh. Anh vô đây cho em hỏi ấy. Anh vô đây cho em hỏi ơi. Anh đi đâu cho em giúp, em giúp đỡ cho. Vô đây. Vô đây máy nè, vô máy cho hai bé đi. À, anh uống nước gì chưa? Có rồi. Không có sao, tụi em giúp đỡ. Tụi cần gì tụi em giúp đỡ cho thấy ẩm hai bé tội nghiệp quá. Qua đây nè. Có gì khó khăn gì không? Anh đi đâu đó? Dạ em đi về Long Xuyên. Về ông già, ông bán nhà, ông bán nhà ông đi rồi nhà. Nhà chỗ Cấm Sáu đường dưới 4. Anh ở đâu lội về? Dạ từ Long Xuyên leo về. Lội về đâu? Về đây giờ về Tiền Giang rồi. Dạ lội bộ về Tiền Giang. Dạ. Rồi ngồi ở đây đi để em giúp đỡ cho. Em sẽ giúp đỡ cho anh. À, uống nước đi anh. Dạ, có nước làm cho uống đi. Nè, đưa cho bé uống. Dạ uống đó con. Tụi em muốn biết á là tại sao anh lại ẩm các đứa bé như thế này mà lại lội bộ, không có tiền đi xe hay sao? Dạ em lên ba em không bán nhà rồi. Bán nhà về không đi đâu rồi, giờ em không biết giờ em phải đâu về làm đi lên đó tiền giấu cái số vào banh rồi không còn trốn số nữa, giờ gác đi bộ giờ về năn nỉ hậu. Vợ anh đâu? Dạ vợ ở nhà bệnh tim với bị xiển á. À tim với bị xiển nặng, ở nhà em còn ba đứa con nữa. Bốn đứa con gái thằng trai. Ở nhà anh còn ba đứa con nữa. Dạ. Là năm đứa. Dạ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 47. Anh tên gì ha? Em hả? Dạ. Em tên Huy. Anh Huy hả? Dạ. Là bệnh xỉn. Dạ bệnh xỉn với tim á. À. Hỏi quan tim á, rồi xỉn nặng á. À. Vậy là vợ anh hiện giờ đang ở Long Xuyên hả? Dạ giờ đang hiện giờ với Mỹ Tho. Đang bệnh Mỹ Tho, nằm Mỹ Tho. Dạ. Anh lội bộ từ dạ, Cấm Sáu thành phố Long Xuyên á đến Tiền Giang. Dạ về đến Tiền Giang. Đến thành phố Mỹ Tho không? Dạ tới thành phố Mỹ Tho luôn. Ừ. Ngay chỗ chợ Cầu Cống á. À. Chợ Cầu Cống phường 10 á. À. Anh lội từ mấy giờ tới từ 6 giờ giờ tới đây rồi. Trời ơi. Hai vợ chồng không có tiền để mà đi xe buýt hay là gì sao? Dạ em không có tiền. Hồi lúc lên á là giống với số 400 tờ. Rồi mấy bữa ở đó thì kiếm ông già này kia hỏi nhà ông ở đây, giờ người ta nó không biết con ba một trời đâu nữa, giờ 4 ngày rồi. À đi lên Long Xuyên kiếm nhà ông già. Dạ. Nhưng mà giờ không gặp. Dạ. Rồi giờ quay về. Dạ quay về. Lúc đi lên là đem theo 400 tờ giấy số. Dạ. Vừa bán. Dạ. Vừa đi lên. Dạ. Đi bộ ba lên hay gì? Dạ đi xe. À. Ba em sang giấy số dưới á. À. Rồi em lên. Là ba bán nhà sao em không hiểu? Ông già ông bán nhà ông đi chỗ khác rồi, giờ em không biết chỗ nhà chỗ nào hết trơn á. Em hỏi trong xóm đó, ba mày giờ ở đâu rồi, giờ tao không biết nữa. Là anh đi bỏ Long Xuyên lâu chưa? Dạ lâu rồi anh. Bao nhiêu năm? Dạ nay em bỏ đây em năm 20. Năm 95 á. Năm 95? Dạ năm 95 á. Vậy là bây giờ anh kiếm lại ba của mình. Dạ. Đúng không? Dạ ông già cũng kiếm anh anh. Anh tên gì? Dạ em tên Quy. Quy. Anh Quy. Ba em là tên Phạm Thanh Hòa. Dạ anh điện về phường Mỹ Long là hỏi ông Phạm Thanh Hòa là gia đình báo tiếng Bồi Viên á. À. Là tao biết không? Mà anh giờ gì dữ nói tên ba anh giờ, tao nói không đi đâu rồi. Dạ đi rồi. Bán nhà đi rồi. Dạ.
từ lúc anh lên Long Xuyên là mấy bữa 400 tờ giấy số rồi. Bốn bữa là hết vốn luôn. Dạ. Mướn nhà trọ, đưa qua cho con, không có giáp cho nó cũng phải được. Mướn nhà trọ hả? Dạ. Rồi mỗi đêm vậy nhiêu? 100 ngàn. Là bây giờ bước vốn hết rồi. Dạ. Ăn lên có 4 bữa nay là xanh sạch sẽ lên. Bây giờ là còn sáng giờ mình lậu về mình hay cho con ăn cái gì chưa? Dạ, con dạ con. Còn 3 mấy ngàn? 36 ngàn. 36 ngàn. Anh Huy có mấy anh em? Dạ em có 5 anh em, một đứa con gái là 6 anh em đó. Anh là thứ mấy ở trong nhà? Nhỏ nhà út nhà. Anh là út ở trong nhà. Dạ. Vì sao anh với ba anh lại lạc lâu như vậy? Dạ em hồi nhỏ đi theo má em xuống dưới Tiền Giang. Dạ. Dạ. Ba mẹ anh chia tay nhau thì sao? Dạ chia tay hồi em còn nhỏ lần. À lúc đó là anh bao nhiêu tuổi anh nhớ không? Lúc đó là em còn nhỏ mà em có như còn hồi mà em là mới có 10 tuổi á. Là xuống Tiền Giang là 10 tuổi giờ á. Là em quay trở về ba em là năm 95 em trở xuống đây lại á. Là má em mới mất rồi là em quay về ba em là giờ là trở về kiếm ba em lại là không gặp. Ba anh tên gì? Dạ Phạm Thanh Hòa. Thanh Hòa ngày xưa là bán hủ tiếu Bồ Viên ở dạ. Phường Mỹ Long. Phường Mỹ Long, ngay từ chỗ vợ định 4 á, ngày 06 đó. Anh lại đó, lại nó sống hủ tiếu Bồ Viên lại cũng biết rồi đó. Bây giờ là gia đình dọn đi hết rồi? Dạ, gia đình đi hết rồi. Anh em cũng đi luôn? Dạ, anh em cũng đi tứ xứ hết đâu, dọn đi chỗ nào. Anh hai có phải về lại Mỹ Tho? Dạ. Vợ anh hiện nay đang bệnh gì? Dạ, bị tim với bị xiển. Đang nằm ở bệnh viện? Dạ, không có nằm bệnh viện, anh nằm ở nhà, giờ thở lên luôn. Nhà anh hiện là nay nhà á là nhà trọ. Dạ. À. Nhà trọ. À. Dạ. Là ở nhà còn thêm 3 đứa con nữa. Dạ 3 đứa con. Ừ. Bé lớn của anh là bao nhiêu tuổi? Thằng con trai là nay 19 tuổi, 19 rồi. Đứa con gái 14 tuổi. Đứa nhỏ 8 tuổi. Đứa này thì 6-5 tuổi. Lúc anh đi lên là anh đi bằng gì? Dạ lúc em lên là đi bằng xe đò. Xe đò hay là xe buýt? Xe đò. Xe đò. Tốn hết bao nhiêu tiền? Dạ là có xe đò là ba cha con đi lên tới thành phố Long Xuyên luôn á là 200 ngàn. 200 ngàn. Dạ. Còn anh đi với 400 tờ giấy số? Dạ 400 tờ giấy số là em sang người ta lại là vé 80. À. 100 tờ là lỗ 200 ngàn. À. Dạ. Vậy là 400 tờ giấy số lời được bao nhiêu? Đó là 400 tờ giấy số là 400 ngàn đó. 400 ngàn. Vậy là sống ở nhà trọ là đúng 4 ngày hết tiền rồi đi về luôn. Dạ. Bốn nhà trọ mướn nhà mình nghỉ á, bốn ngày chứ không phải nhà trọ. À nhà nghỉ á. Nhà nghỉ 4 ngày. Dạ. Cứ nghỉ rồi sáng bắt đầu đi tìm cha. Dạ. Nhưng mà không gặp. Sáng đi tìm. Hai đứa bé con anh ăn gì chưa? Dạ mới mua ba cho mấy cục kẹo với bánh, chứ ba cho cái bánh rồi. Ba cho cái bánh đâu? Gì? Bánh cấp, bánh cấp bỏ vô túi hả? Cầm đi. Hồi sáng giờ anh ăn gì chưa? Chưa. 11 giờ mấy rồi đó anh Huy? Dạ, ráng tới sao giờ? Dạ khổ quên chơi anh. Các phải đi thôi. Giờ xin giờ ai cho, giờ xin giờ người ta nói mình được gạt sao sao anh? Người ta cho thì lấy chứ không xin. Dạ. Xin thì ta nói sao? Ta bất công ta nói ấm con nắng nôi này kia, ta lượn gạt mẹ kia rồi. Ai cũng xin, xin đi vậy đó. Lúc nãy tụi em kêu anh lại á thì anh em không muốn ghé nữa, anh nói em là không muốn ghé, bất công rồi nói lừa gạt này kia đồ, tự như người ta tự thương hại này kia đồ. Ừ. Em đi luôn em không chấp. Bây giờ em sợ lắm, em giờ tại vì em tại nãy có trên YouTube này kia thấy người ta này kia em. Anh thấy người ta trên YouTube ta giúp đỡ nhiều mà. Thấy con này kia cũng mấy lắm, chị đi nhiều mấy anh tốt mà nhiều mấy anh cũng hơi ái này kia rồi, chuyện có nó không anh, có anh cũng sợ bị lường gạt ha. Anh đã quay lên YouTube lần nào chưa? Dạ có rồi anh, một lần rồi. Có rồi. Dạ một lần. Là quay vì lý do gì? Dạ lý do đi bán giúp đỡ là như là YouTube của trường tại lúc bên Vinh vợ đó, là bên gia đình Vinh vợ đó là hồi cấp mà hỏi cấp tôi con vợ nó thiếu tiền ở dưới ở quê á, là quê vợ là trà xã là Bình Điền huyện Trà Gạo tỉnh Tiền Giang, là cấp nó thiếu tiền nợ gì đó em cũng không biết nữa, quay này kia nó giúp đỡ cho em cho gia đình này kia đâu, rồi trong khi đó là vợ em có bệnh hoạn này kia về tiền bạc cho em không có nhiều đâu, cho có là cả 4 triệu chứ là cả kiểu biết là 500 này kia là rồi
nói em này kia đường gạt này kia, nói không thực tình mày này kia đồ, bởi giờ em không có thấy nữa. Như giờ cái hoàn cảnh của mình thiệt mà ổng quay lên ổng nói này kia, như ổng nghe lời mà. Bây giờ em muốn hỏi thật anh nè. Dạ. Anh quay lần này là lần thứ hai, lần trước là người ta quay tại nhà anh hay là quay ẩm con như thế này? Quay lần trước là đi bán ở trên đường Ba Dầu Ba Dừa, anh biết không? Ở đường Ba Dầu Ba Dừa. Là ở Tiền Giang luôn? Dạ, Tiền Giang. Con đi bán. Dạ. Đi bán số, ẩm con đi bán. Anh có bao giờ anh nghĩ rằng là mình tại sao đi tìm ba của mình mà mình lại ẩm hai đứa bé vậy, thấy có tội lắm không? Dạ, biết anh. Em biết anh, mà tại vì á, từ giờ này mình phải gác đi về tới dưới nhà mình rồi mình tính xa con cái mình này kia, gác đi kiếm cho chạy giống đi cũng bán lo cho con mình chứ đâu mình biết đi này nắng thôi mà anh biết đâu, biết anh. Bé này là bao nhiêu tuổi? Dạ mới gần 3 tuổi anh. Còn bé kia? 5 tuổi. 5 tuổi. Dạ con. Lúc anh đi như thế này thì vợ anh có đồng ý để cho anh đi không? Dạ. Rồi vợ em nó bệnh này kia cũng đi lên chảnh gác kiếm cha ba chảnh gặp này kia gác buôn bán chảnh đi, rồi chừng nào quá có gì trả gửi tiền về cho em đi thuốc đó. Vậy tại sao anh không cùng đi với vợ mình lên vợ, đó để bán luôn? Vợ bệnh anh, mình đi được anh. Nhiều khi lúc trước thì bán với số, nhiều khi nó mệt cái nó xỉu đường này kia mất với số vốn bán này kia, thiếu nợ người ta góp hậu chết luôn. Vợ anh là quê ở đâu anh Huy? Dạ quê vợ em là xã là Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Huyện Chợ Gạo. Còn anh thì đang ở thành phố Mỹ Tho. Dạ. À. Quê quán của em á là thành phố Tân An, Long An á. Quê quán của em là thành phố Long An. Ủa, tại sao ba thì ở? Ba ở Long Xuyên, má em ở Long An, quê Long An. À. Nhưng mà ngày xưa sao mà về lại hai ông bà đó là như là em nói anh là không có cho mặt trăng với mặt trời vậy đó. Ý nói là sao mẹ anh không về lại Long An mà về lại mẹ em về ở Mỹ Tho này là Tiền Giang này là lâu lắm rồi, hồi mà lúc em còn nhỏ là 8-9 tuổi là em xuống rồi. Anh thấy mắt bé bị gì đó anh? Dạ bị muốn máu anh. Muốn máu bị gì? Dạ. Đó. Rồi bây giờ anh cần bao nhiêu tiền để về lại Tiền Giang? Dạ mấy anh cho chứ em cũng có đòi hỏi. Rồi mà giờ em cần bây giờ là em về là gác kiếm số tiền chú chốt lại, là em trả tiền đầu em lấy số lại đi bán coi chứ em không có cần cái gì đâu. Cái cần duy nhất của anh là tìm lại ba mình hả? Dạ giờ em tìm ba không gặp á, là giờ là phải bắt buộc phải đi trở về Tiền Giang. Phải kiếm tiền đi bán số lại. Tôi hai đó là mấy đứa con rồi với vợ lại. Chứ giờ là bước giờ về là chờ hầu cũng này kia chửi này kia cũng dữ lắm. Anh đi tìm như vậy anh có hình ảnh nào của ba anh không? Dạ, ba em á là em biết là đồng công an là biết là cái bụng công an Mỹ Long á. Công an Mỹ Long á, qua bác ăn quà tới là đồng công an Mỹ Long. Là chửi công an là tên anh Thiềm á. Ủa rồi sao ba nói ba đi đâu công an không nói hả? Dạ không á, ba mày bán nhà này kia giờ đi là ba cũng biết đâu. Nè. Tội quá vậy ta. Sáng giờ anh chưa ăn gì luôn, đói dữ không? Dạ. Cũng đói dữ. Cái chuyện là anh tôi vừa uống nước, ta cho nước này với bánh là để dành rồi bác cho hai đứa đó ăn. Đi về dưới còn cũng gần cả 5 cây số nữa. Dạ, gác lội anh ra đây ra có chỗ nào mà lại mất quá đi ngang đầu công an á xin ta ngủ. Tối nay là tới khuya anh chưa về tới nhà rồi. Dạ, lên hết tiền rồi mình ngủ đâu. Kiếm xã công an là đầu công an vô đuổi vô xin ta ngủ. Dạ. Xong sáng đi cha con đi tiếp. Nếu như mà mấy đứa bé nó đói quá nó khóc thì anh làm cái gì? Dạ, bánh. Ăn bánh này hả? Dạ. Để dành bánh này người ta cho ở đâu? Ở đằng đằng. Ở đằng. Đã tập quá đó, người ta cho kẹo với cho bánh rồi để dành cho nó. Ba lô anh em theo cái gì vậy? Dạ đồ quần áo anh. Vậy hả? Dạ đây nè. Quần áo với tả đồ. Dạ. Theo. Đồ anh bé không? Dạ. Đồ đây.
Con mắt anh bị bên đây nó bị từ nhỏ hay sao anh ơi? Dạ, con mắt em hồi đó em đi bán biến số quá. Rồi ta cũng bắn chằn đá, bắn em ngang mắt luôn, tại cầu quay luôn, cầu quay Mỹ Tho. Bể trọng mắt luôn. Người ta có thường không? Dạ không anh, hồi đó còn nhỏ ta có thường, gia đình ta cũng nghèo. Ta lại năn nỉ bà già em rồi. Ta lại ta thon, ta lo này kia rồi thôi. Đi với bao lâu thì mình mới nghỉ một lần? Dạ đi chừng 8 chừng nửa cây số. Nghỉ okay. Chừng 15-20 phút, đi nữa 15-20 phút. Thời sáng giờ thì từ đó 6 sáng đi tới đây. Dạ. 6 giờ sáng? Dạ. 6 sáng có túc ngoài chỗ gì lắp giò đó. Có anh đó anh cho Giang túc. Nhưng mà thấy hai bé tội nghiệp quá. Lúc mà anh đi là anh có dự tính là mình sẽ hết tiền về không? Không anh, em tưởng đâu lên chảnh gặp rồi, gặp ông già là không có lên chảnh, không có đánh đổi mà hết tiền về. Dạ. Đã bao nhiêu lần anh lội với cái quãng đường xa như vậy? Mới làm bữa nay thôi. Mới bữa nay thôi? Dạ, mới bữa nay thôi. Trước thì anh đi bán vé số, anh đi bằng phương tiện gì? Dạ, lúc trước đi bán vé số là đi bằng đi bộ không à. Vòng vòng thành phố biết không á. Đi như đi bán dài lên tới Ba Dầu ở đầu á, đi xe buýt về. Đi tới ở đầu á, từ ở đó đi lên tới Tân Hiệp bắt đầu đi xe buýt về. Sau lúc anh tìm á, cũng như còn 3 ngày hay gì, 4 ngày mà anh tìm 3 ngày còn tiền đó anh đi xe về anh ở gì chi cho hết tiền luôn mà anh lấy gì á, lộ bộ. Tại vì em đi, người ta chỉ đi lên Hòa Khánh rồi đó, ta cũng gặp mấy anh mày bán không tiếng này, trả cho mày lên mày coi Hòa Khánh rồi á, ở trên Xuyên á. Hòa Khánh rồi xuống Hòa Khe, Bà Khen rồi cái sao rồi á. Đi giáp hết trơn rồi, không gặp luôn. Dạ. Anh lên lúc, anh lên là 400 tờ vé số. Là còn có 3 triệu 2, đang vé là còn 3 triệu 2. 3 triệu 2. Dạ. Thì 3 triệu 2 đó, mỗi ngày anh bán là lời 300 mấy chục ngàn. 400 ngàn. Lời 400 ngàn. Dạ. Vậy thì mỗi ngày 400 ngàn, ba cha con chi xài đâu có hết. Đúng rồi. Lên chả không có lấy số được rồi. Như vậy nè, anh ý anh á là đem 400 tờ vé số lên trên Long Xuyên rồi sang lại cho người ta đúng không? Sang, sang lỗ. Sang lỗ lại là lấy 3 triệu 2 để đi tìm cha. Dạ. Chứ không phải là bán vé số. Dạ. Đúng rồi. À. Rồi 3 triệu 2 lên đó lấy vé số không được. Dạ. Tại vì á người ta nói bỏ mối không mà chứ lâu lâu quay lạ lạ lại lấy sao có bỏ. Đi coi. Bây giờ hiện nay còn 30 mấy ngàn thôi hả anh Huy? 36 ngàn. Có hơn nữa cái chết liền. Ra bước ra xe rồi. 4 ngày anh xài như thế nào mà hết 3 triệu 2 ta? Sữa cho nó nè, sữa rồi ăn cha con ăn đồ này kia luôn, ăn cho mấy đứa ăn rồi. Dạ cảm ơn. Ờ cho tiền. Cho tiền. Là bắt cho cấp ơn bắt chưa? Là sao 4 ngày là mỗi ngày sao anh xài hết 800 mấy, anh có thể kể cho em nghe với. Này là em muốn hỏi để chia sẻ thôi nha. Em muốn nhà trọ là 1.100.000. Ừ. Rồi 4 ngày tối á là trời. Chưa ba cho con là một ngày là quốc hai nó sữa hai ba đó nè, hai lóc là đó là sữa hai lóc rồi. Ừ. Và nó nãy nó mới đòi uống sữa đó mà em chưa có tiền mua nữa nè. Ừ. Ngày hai lóc nhiêu? Lóc 30 mấy ngàn. Hai đứa là ngày hai lóc luôn. Hai đứa là ngày 4 lóc. Cái gì? Hai đứa ngày 4 lóc. Sao uống nổi? Hôm nay không ăn cơm anh? Dạ nó mất cơm. Ở bên giờ anh đưa hai cho nó quốc canh chừng một bát nó coi nè. Không ăn cơm, uống sữa không à? Dạ, uống sữa. Ngày 4 lóc là hết nhiêu tiền? Là 1 lóc sữa mà lại 27 ngàn lóc á. Là 2 lóc, 100 mấy đó, 100 mấy ngàn á. Là ngày anh xài đâu hết 800? Rồi ăn đó anh, em ăn đó này kia đồ. Ăn rồi cơm này kia đồ. Với thấy em cầu mai mua vé số là khai mà tạo an tài cầu mai lại có chút lại hơn nữa. Mua vé số nữa hả? Mình biết là mình đi như vậy mình không có tiền, tại sao mình mua vé số? Dạ mua có còn mai đã hên nó lại trúng lại đem tiền giấu vé số về trả người ta, còn không trúng thôi. Nhưng mà anh biết là mình đã không có tiền mà tại sao mình mua vé số chi cho nó phí tiền, biết đâu có dễ trúng đâu. Nè tiền. Anh ngủ ở nhà trọ nào? Ra chỗ cấp 6 á. Nhà trọ ở Long Xuyên tên gì? Tại em đang tính qua Long Xuyên. Em biết chữ.
thấy nhà trọ cho mướn là vô mướn à, em lấy đưa mấy cái cây xanh này đưa cho nói là em vô nó cho mướn trong vậy. Thì anh lên ngay khóm sáu giữa đầu giữa đến khóm sáu đó, giữa đến bốn đó. À anh hỏi đường đâu thì nhà bà Sáu Lan là bà chỉ hả? À mẹ anh mất lâu chưa anh Huy? Dạ mẹ em mất hồi mà trước Covid đó. Ừ trước Covid đó. Ba anh có hay không? Em không, ba em hay. Lúc mẹ anh mất anh có tìm thông tin nào liên lạc với ba anh cho ba anh hay rằng mẹ anh mất không? Không, không có tìm được. Là điện trên đây ổng không mất máy nữa. Cứ anh thứ tư về đó, anh nói giờ ổng cái đông xuyên chứ đâu. Ổng với bà giận, ổng có đi đâu rồi, đi đám ma đâu mày điện mất công. Lúc đám ma cha mẹ thì anh thứ tư rồi mấy anh rồi về đầy đủ. Anh có số điện thoại gì không? Có anh. Có điện thoại hả? Dạ. À nếu như mà tụi em mà đi xuống Tiền Giang muốn gặp nhà anh ở dưới được không? Được. Xuống là anh điện gặp em à. Là số điện thoại của em là 0336. Lúc nãy là anh ngại chia sẻ và anh không muốn lên mạng nữa. Vì sao lần này anh lại chịu tâm sự với tụi em? Tại vì á mấy anh đó này kia cho tôi để hỏi anh này kia là anh giúp đỡ đi tìm xe về này kia là anh thấy tức đi luôn mà thấy anh thôi mấy anh này kia lại nói tâm sự với anh rồi mấy anh đâu này kia không có gì này kia đâu mà sợ, đâu phải mình đâu căng cấp bằng trợ may đâu mà cũng đâu có gì đâu mà phải sợ. Giờ anh có số điện thoại không anh Huy? Có ai vợ dạ, em hả? Dạ em có. Anh điện thoại cho vợ anh em nói chuyện được không? Nào bác điện thoại nãy tao không mua. Em đưa em coi điện thoại với. Điện thoại này sang quá mà. Bác không mua lắm. Bán nhiêu? Rồi bán 400 ngàn tao không mua. Bán cho em 500 đi. Rồi bán luôn. Điện đi rồi bán. Cái điện thoại cảm ứng mà sao bán 400 ngàn anh? Bán 400 ngàn. À, rồi. Không mua luôn á. Dạ, thì điện cho chị đi. Dạ, anh tâm gì anh Huy? Bùi Thiên Ngọc Thu. Thu. Dạ, Bùi Thiên Ngọc Thu. Mấy đứa còn lớn anh có đi học không anh Huy? Dạ không, không có đứa nào đi học. Con đi bộ mỗi giờ dữ không? Hả? Con ăn gì chưa? Dạ không. Hả? Ăn gì chưa? Này con biết nhiêu tiền không? Không. Bao con tên gì? Tên Sao. Đào hả? Tên Sao. Tên Sao. Tên Sao. Em con tên gì? Đốm. Đốm hả? Hello, mẹ mày uống thuốc chưa vậy mấy vậy? Mẹ có uống rồi hả? Cho em nói chuyện với chị chứ. Nó nói mẹ ngồi dậy cho anh này anh nói chuyện với mẹ mày nè. Ê. Chị tên gì chị? Dạ. Em tên Thu anh. Chị Thu là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Chị phải là vợ của anh Huy không? Nguyên nhà anh là không ai có xe hết hả? Cái đứa lớn nhất là bao nhiêu tuổi? 19 tuổi anh. 19 tuổi là anh trai. Dạ. Có vợ rồi. Dạ. Có vợ rồi còn sống chung với vợ không? Vợ nó thôi rồi. Thôi rồi. Dạ. Thì hiện nay đứa con trai của anh 18 tuổi làm cái công việc gì? Nhỏ 14 tuổi với nhỏ 2 với 8 tuổi. Nhỏ 14 tuổi. 19 tuổi nữa. 19 tuổi rồi nó có là nó đi nó làm tự nó sống này kia. Có xe chạy không? Không. Không luôn. Dạ. Hàng ngày làm cái công việc gì anh Huy? Dạ nó đi làm như ai muốn không làm hồ làm còn ai muốn con đi làm công ty làm. Rồi công ty xa nhà không? Công ty ở đây lên tới Tân Hương á anh. Nghe Tân Hương á. Là từ đó lại Tân Hương nhiêu cây anh?
khoảng hai mấy cây à. Đi đi làm bằng gì? Dạ nó đi nhờ bạn đó. Dạ. Yeah. Con gái anh 14 tuổi có làm gì không? Dạ 14 tuổi chưa làm giấy căn cước chưa. Dạ không có bán số gì hả? Dạ bán số chưa có dốt quá. Dạ. Bây giờ anh biết là loại tới Tiền Giang là hơn 100 cây nữa thì có dự định là mấy ngày tới không? Cao tay hả ông? Ta chiều nay không tới, cũng ngày mai tới à. Ráng lộn. Nếu như mà người ta không cho tiền thì ba mươi mấy ngàn đó anh sẽ... Mua đồ để dành mua đồ cho ta. Mua đồ cho mấy đứa con anh. Ngủ ở đâu? Thì kiếm như mà đi dài nè, kiếm tối quá thì ngay đồn công an á, đuổi vô mình xin người ta. Nói hoàn cảnh vậy cho người ta à, cho mình ở. Sáng ta mình đi tiếp. Dạ. Tôi muốn bút hoài coi. Bây giờ ở đây nó có tuyến xe buýt nào về lại Tiền Giang không anh? Em cũng gành nữa anh. Trên đây em có gành. Tại tại em có gành. Rồi làm sao có xe để về Tiền Giang? Không lẽ là lội bộ hoài như em gửi tiền cho anh thì làm sao anh đi về? Tại em không biết cái lần chưa hồi mà lúc em còn nhỏ thì ở đây em nhớ có xe đò thôi chứ em giờ không biết. Bây giờ tụi em á sẽ chở cho anh lại bến xe. Dạ. Anh về, em đặt xe cho anh về luôn. Rồi nếu như có duyên thì anh em mình sẽ gặp nhau tại Tiền Giang. Dạ. Được không? Và em sẽ chở cho anh, tại vì em thấy các bé nắng nóng quá. Mà tụi em còn đi công việc nữa. Nên là nữ là cho anh sẽ em sẽ đưa cho anh ra tận bến xe để anh đón xe về lại Tiền Giang. Dạ. Không khỏi cần đi như thế này. Dạ. Anh thấy như thế này ổn được không? Được không? Dạ được. Rồi, các bé ăn gì chưa? Chưa. Muốn ăn gì không em chở đi cho ăn. Mua bánh mì nè. Ba ăn gì anh? Ba ăn gì? Rồi thôi bây giờ tụi em sẽ đưa anh đi về lại ăn cái gì đi rồi về lại bến xe được không? Dạ. Rồi anh lên xe có thể như là sáng ngày mai mấy anh em mình gặp, nếu như có duyên anh em mình sẽ gặp nhau tại Mỹ Tho. Dạ. Dạ dạ, rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video clip sau ha.